Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì game này khi sáng mình có làm một cái video về cái vật phẩm là item cái sừng các bạn. Thì tối nay thì vừa thấy cái item cũ là cái vương miện màu gì đấy mình quen mất rồi. Thì bây giờ nó lại ra một cái vương miện màu vàng các bạn. Thì nhiệm vụ của cái vương miện màu vàng này là các bạn phải qua được cái đảo farm nha các bạn. Các bạn phải qua được cái đảo farm thì các bạn sẽ nhận được cái vương miện này nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lái đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lái đồ tiếp theo.